Xin chào mọi người, trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về Agile Platform. Nếu bạn đã nghe thuật ngữ Agile Platform, Agile Online hay là Agile Enterprise ở đâu đó nhưng mà vẫn chưa rõ thật ra nó là cái gì thì trong video hôm nay hy vọng là sẽ giúp ích được các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, chúng ta hãy xem Agile Platform nó là một cái sản phẩm, một sản phẩm rất lớn và rất đồ sộ, và nó là một sản phẩm về JS. Vậy thì nói nhanh xíu JS là gì thì chúng ta đã có tập 1 rồi, là một video giới thiệu về JS là gì rồi ha. Thì các bạn nếu cần có thể là xem lại nha. Ở đây thì nếu như bạn nào đã tìm hiểu rồi thì bạn biết rằng chữ JS này là viết tắt của chữ Geographic Information System, dịch tiếng Việt mình là hệ thống thông tin địa lý ha. Tuy nhiên thì ở đây mình lại có ghi một cái cụm từ là Geographic Information Service, nó chỉ khác ở chỗ chữ system thành chữ service thôi. Thì mình thấy đây là một cái cách ghi cũng mình đã đọc ở đâu đó, thì người tác giả đó có ghi là Geographic Information Service, thì mình thấy cái cách ghi này nó cũng rất là hay và cũng có ý nghĩa nữa. Để mình nói thêm ha, thì cái chữ service ở đây mình hiểu nó là dịch vụ, mà dịch vụ là gì? Dịch vụ là những gì nó có sẵn rồi, sẵn sàng rồi, chỉ cần chúng ta có nhu cầu thì chúng ta gọi và sử dụng thôi, thì mọi thứ dịch vụ nó sẽ lo hết đấy. Thì ngày nay ấy, các hệ thống GS được xây dựng và cung cấp cho chúng ta những cái sản phẩm cũng như là một dịch vụ vậy đó, thì mọi thứ đã có sẵn và chúng ta chỉ cần dùng mà thôi. Thì Agile Platform nó là một cái ví dụ điển hình như vậy đó các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng làm rõ vấn đề này hơn bằng cách chúng ta sẽ xem qua cái lịch sử phát triển của GS nhé. Bây giờ cùng mình xem nhanh qua lịch sử phát triển của GS. Thì những năm 1960 đấy, ứng dụng Git ấy, nó hình thành, những lần đầu tiên ấy, hình thành thì nó mang tính cục bộ đơn lẻ, dữ liệu ứng dụng ấy, thì được triển khai, dữ liệu ứng dụng triển khai cho một máy tính luôn, và giữa các máy tính thì nó lại không có liên hệ với nhau. Thì sau đó đã phát triển nổi bật, thì đó là mô hình máy chủ và máy khách. Thì giờ đây ấy, dữ liệu đã được tập trung lại rồi, nhưng mà để sử dụng GS thì các máy khách vẫn phải cài đặt các ứng dụng GS nó riêng lẻ đấy. Thì với sự ra đời của bộ web những năm 1990 rồi kết hợp với internet đã ra đời trước đó đấy, tức là những năm 1950, thì ứng dụng Git giờ đây đã có thể dễ dàng tiếp cận hơn thông qua môi trường web. Thì cái thuật ngữ mà web Git nó cũng đã có thể nói là cũng xuất phát từ thời điểm này. Thì mãi đến năm 2000 ha, thì cùng với sự phát triển của điện toán đám mây, WebGit nó cũng đã lại phát triển lên một thế hệ mới. Thì giờ đây chúng ta vẫn có thể sử dụng JS Git trên môi trường web, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có được một cái hệ thống phân phối dịch vụ web, hay gọi là web service, trên công nghệ điện toán đám mây. Tức là mọi thứ bạn cần bây giờ đều là dịch vụ hết, tất cả đã có sẵn ha, và bạn chỉ cần gọi đến và sử dụng mà thôi. Và một lần nữa thì Git Platform nó chính là một cái hệ thống như thế. Nó có sẵn mọi thứ mà chúng ta cần và chúng ta chỉ cần sử dụng. Thì tóm lại đến đây đấy, các bạn có thể hình dung ha. Git Platform nó là một cái sản phẩm về JS này, và nó hoạt động trên cái môi trường, trên cái công nghệ web, nên mình gọi tắt là WebGit ha. Thì Git Platform nó cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết để tạo ra các ứng dụng JS, và mọi thứ cung cấp như là một dịch vụ. Mọi thứ có sẵn và chúng ta cần sử dụng mà thôi. Thì tạm thời lúc này bạn chỉ cần nhớ cái định nghĩa này ha. Rồi một lát chúng ta sẽ làm rõ hơn là những thứ có sẵn đó là cái gì. Ngoài ra trong các video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thực hành và sử dụng thử Agile Platform, thì khi đó bạn sẽ hiểu rõ hơn ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp tục về tìm hiểu thêm về Agile Platform, xem vậy thì nó cung cấp cho chúng ta những thứ gì nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về Agile Platform ha. Đầu tiên thì chúng ta hãy làm một cái so sánh tương đối như sau nha. Hãy tưởng tượng Microsoft Office cung cấp cho chúng ta các ứng dụng như là Word, Excel, PowerPoint. Thì sau đó chúng ta sử dụng các ứng dụng này để chúng ta tạo ra các sản phẩm như là bài trình chiếu này, tài liệu này, các bản tính này ha. Đấy. Thì Agile Platform bên cạnh đó ha, chúng ta hãy tưởng tượng nè, Agile Platform. Đối với Agile Platform thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta các phần mềm, các ứng dụng Git ha. Ví dụ như là Web App Builder, Git Dashboard, Git Insight, Git Story Maps ha. Rồi chúng ta sử dụng các ứng dụng này để chúng ta tạo ra các ứng dụng Git cho người dùng cuối, cho khách hàng. Và nếu Microsoft Office được tạo ra bởi Microsoft thì Agile Platform được tạo ra bởi Esri. Và sẵn đây chúng ta sẽ giới thiệu nhanh về Esri ha. Thì Esri đó là một nhà cung cấp quốc tế về phần mềm, hệ thống thông tin địa lý, WebGit và các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu địa lý. Công ty này có trụ sở tại Redland, California, Hoa Kỳ ha. Thì Esri được thành lập vào năm 1969. CEO đầu tiên là ông Jack Denterman cho tới ngày nay luôn. Đấy. Bác này thì cũng thấy cũng khá lớn tuổi rồi. Thì trong cái hội nghị khách hàng vừa rồi, năm 2021 vừa rồi, mấy tháng trước đây á, thì vẫn thấy bác lên phát biểu ha. Bạn thấy ở đây trong cái logo Cadbury á, họ có dùng một cái từ đó, The Science of Wear. Đấy, cái trademark của họ đấy. Thì cái cụm từ này nó có hàm ý như sau, nó có hai ý nghĩa. Một á, là bản thân cái lĩnh vực GS này nó là một ngành khoa học,
nó là một ngành khoa học và nó có thể áp dụng vào những ngành khoa học khác. Đây thì nó có hai cái nghĩa chính trong cái cụm từ the science of where này ha. Bây giờ lại nói tiếp về Agile Platform. Thì bạn có nhớ là chúng ta vừa so sánh Microsoft với Agile Platform không? Và mình có nói là Agile Platform cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái ứng dụng GS ha. Thì trên thực tế đấy, cái ứng dụng GS đó bạn có thể tìm thấy nó trong hai sản phẩm là Agile Online và Agile Enterprise. Thì đây là hai sản phẩm cốt lõi của Agile Platform. Về cơ bản thì hai sản phẩm này nó có các tính năng, các ứng dụng Git bên trong nó là như nhau. Thì sự khác nhau chủ yếu đến từ việc là cái môi trường triển khai của chúng. Ok, hãy xem chúng có sự khác biệt gì nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Agile Online. Thì khi sử dụng Agile Online đó, khách hàng không cần một cái hạ tầng phần cứng để có thể duy trì nó. Agile Online đang hot khoảng hơn 10 triệu cái nội dung và 7 triệu người dùng đã đăng ký và đang phục vụ hàng tỷ dịch vụ bản đồ mỗi ngày với tốc độ nhanh, khả năng mở rộng cao và độ sẵn sàng cao. Thì tất cả những điều này có được là nhờ lợi ích của công nghệ điện toán đám mây đấy. Agile Online có thể đáp ứng nhanh các nhu cầu của các chính phủ và các tổ chức thương mại trên toàn thế giới. Các ứng dụng trên Agile Online thì đều được cung cấp như là một dịch vụ đấy. Thì bạn thấy cụm từ là Software as a Service này. Thì đây là một cái thuật ngữ mà gắn liền với công nghệ điện toán đám mây. Ha. Thì như mình đã nói ha, thì cái thuật ngữ như nói tiếng Việt đó là mọi thứ đã có sẵn rồi. Nó như là dịch vụ để chúng ta cần sử dụng mà thôi. Thì Agile Online nó đang được hot trên Amazon Web Service ha và Microsoft Azure Cloud Platform và nó được quản lý bởi S3. Tiếp theo là Agile Enterprise. Thì như mình đã nói, Agile Enterprise về tính năng thì gần như là không khác nhiều so với Agile Online. Nó khác về mặt triển khai mà thôi. Agile Enterprise hướng đến việc nó cung cấp một cách linh hoạt cho khách hàng là cái tổ chức đấy có thể triển khai này. Từ việc mà triển khai trên một máy chủ hoặc là triển khai ở nhiều máy chủ với cơ chế là sẵn sàng cao, tức là HA đấy. Thì Agile Enterprise nó bao gồm bốn cái thành phần chính thì như bạn thấy ở đây ha. Thì thứ nhất đó là Portal for Agile, hai là Agile Server, ba là Agile Data Store và bốn là Agile Web Adapter. Thì mình nói sơ cái công dụng, cái vai trò của từng thành phần này trong cái hệ thống Agile Enterprise nhé. Portal là nơi quản lý và là nơi làm việc chính của người dùng ha. Nên hôm nay nó là như vậy. Agile Server là nơi xử lý các yêu cầu từ Portal nha. Rồi Agile Data Store thì như cái tên của nó bạn thấy rồi đó, nó chính là nơi lưu trữ dữ liệu. Và cuối cùng là Agile Web Adapter thì có thể hiểu nó chính là cái cầu nối giữa web server và Git server. Git server nó chính là con server dùng để xử lý các yêu cầu từ Portal ha. Trong trường hợp này mình có thể hiểu đó chính là Git server. Thì nếu như mà chúng ta lựa chọn Agile Online thì có thể là chúng ta sẽ không cần phải am hiểu quá nhiều về cái thành phần trên, bởi lẽ là mọi thứ đã có S3 họ xử lý hết rồi. Ok, tóm tắt lại thì chúng ta hãy xem cái sơ đồ sau nhé. Nếu sử dụng Agile Online thì hạ tầng phần cứng chúng ta không cần quan tâm vì do S3 họ sẽ lo, như bạn thấy ở đây ha, S3 họ sẽ lo phần đó. Nếu sử dụng Agile Enterprise thì khách hàng sẽ phải tự triển khai trên hạ tầng của họ, tức là on-premise, hoặc là khách hàng có thể lựa chọn một cái nền tảng cloud nào đó để triển khai, hoặc là trên cloud này đấy. Ngoài ra thì vẫn còn một cái mô hình triển khai dạng live, tức là hybrid ở đây, đó là sự kết hợp một phần của Agile Online và Agile Enterprise. Bây giờ chúng ta hãy nói đến kiến trúc của Agile Platform. Cả hai sản phẩm cốt lõi này, tức là Agile Online và Agile Enterprise, đều tuân thủ theo kiến trúc này. Và đây là kiến trúc của Agile Platform. Theo kiến trúc này, Portal chính là cái phần trọng tâm. Nếu chúng ta đang sử dụng Agile Online thì Portal cũng được xem như là Agile Online. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng Agile Enterprise thì Portal nó có cái tên là Portal for Agile. Portal đóng một cái vai trò là một cái cổng vào cho phép truy xuất tất cả các sản phẩm bên trong Agile Platform. Portal giúp tổ chức này bảo mật và tạo điều kiện truy cập cho các sản phẩm vào trong cái sản phẩm thông tin địa lý bên trong ha. Thì Portal nó chính là cái lối vào duy nhất đó các bạn, là nơi mà chúng ta sử dụng Agile Platform. Về phía backend bên dưới thì sức mạnh của Portal được tạo ra bởi hai thành phần, đó chính là Git Server và Ready to Use Content. Thế thì Git Server nó là gì? Thì bạn hình dung Git Server ở đây nó chính là cái nơi xử lý các yêu cầu của Portal. Thì nó giống như là cái thành phần, bạn nhìn thấy rõ cái việc này, nếu mà bạn thực hiện về sử dụng Agile Enterprise thì bạn nhìn thấy cái thành phần này sẽ được triển khai trong quá trình triển khai Agile Enterprise ha. Rồi tiếp theo là cái Ready to Use Content. Thì Ready to Use Content nó là các ứng dụng, các công cụ, dữ liệu sẵn có được phát triển bởi S3 và nó sẵn sàng để sử dụng. Về phía người dùng cuối á, thì người dùng cuối có thể tìm kiếm này, khám phá và sử dụng các layer, các map và các ứng dụng được tạo ra từ Portal. Đây, tạo ra từ Portal. Các ứng dụng Git đầu cuối này thì có thể hoạt động trên các môi trường như desktop, web và các thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi.
Và tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu một số cái ready to use content ha. Thì đây nó chính là một trong hai cái sức mạnh của Agile Platform mà mình vừa nói. Và đây là các ready to use content apps ha. Thì vừa rồi trong cái phần mà so sánh Agile Platform với Microsoft đấy, mình có liệt kê một số cái ứng dụng Git có trong Agile Platform. Thì các ứng dụng đó chính là các ready to use app mà mình muốn nói ở đây nè các bạn. Thì Agile họ cung cấp các ready to use app này theo dạng là out of the box, có nghĩa rằng là chúng ta không quan tâm nó được xây dựng như thế nào, nó đã có sẵn rồi và chúng ta sử dụng mà thôi. Thì ngoài ra họ còn cung cấp thêm các APIs và các software development kit, tức là gọi tắt là SDK đó, cho lập trình viên để họ có thể tạo ra các ứng dụng tùy biến ngoài các những ứng dụng như thế này đây. Ok, thì như vậy thì theo kiến trúc của Agile Platform ấy, bọc tàu nó là cái cổng vào duy nhất để sử dụng Agile Platform. Tức là khi bạn vào rồi thì bạn sẽ được sử dụng các content bên trong Agile Platform. Thì tùy Agile Platform đây thì có thể là Agile Online hoặc là Agile Enterprise ha. Thì các content và trong các content đó thì nó có các ứng dụng Git ha. Ngoài dữ liệu qua các ứng dụng Git thì tất cả những ứng dụng Git nằm ở đây. Bạn sử dụng các ứng dụng này để bạn tạo ra các sản phẩm cuối cùng đến khách hàng người dùng cuối ha. Thì bọc tàu nó chính là cái trung tâm và chính là cái lối vào duy nhất. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng mình thử nhìn qua một trang bọc tàu xem nó như thế nào nhé. Và đây là giao diện của một trang bọc tàu. Trong ví dụ này thì mình đã đăng ký một tài khoản học tập trên trang Learn Agile và mình sử dụng nó để truy cập vào Agile Online. Thì đối với Agile Enterprise giao diện này cũng tương tự ha, đối với Agile Enterprise cũng tương tự thôi. Thì hiện tại thì mình đang ở trang content, mình đang ở trang content. Thì trang này là nơi chúng ta quản lý các tài nguyên mà chúng ta có trên bọc tàu ha. Ok, thì tập này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Thì qua tập này là hy vọng là đã giúp cho các bạn hiểu và phân biệt được là Agile Platform, Agile Online và Agile Enterprise nó là gì. Thì để có thể sử dụng được Agile Online hay là Agile Enterprise đấy, đòi hỏi các bạn phải có nhiều thời gian tìm hiểu, vận dụng vào công việc thực tế. Vì các sản phẩm, các giải pháp trên Agile Platform nó rất đa dạng và phong phú các bạn ạ. Thì ngoài ra đó là bạn phải không ngừng học tập để vì cái hệ thống Agile Online và Agile Enterprise này nói riêng và GF nói chung là luôn có những cái điều mới. Ok, thì trong tập tiếp theo chúng ta hãy cùng thực hành sử dụng nhanh Agile Online để tạo một ứng dụng GS nhé. Ok, hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.